Dobbiamo avere molta pazienza perché dobbiamo parlare in tre lingue. I would like to ask for your patience, a lot of patience, because in this assembly we will speak in three languages. So, xin quý vị tham dự viên kiên nhẫn với chúng tôi vì trong cái buổi này chúng ta sẽ nói bằng ba thứ tiếng. E non può essere la confusione delle lingue, ma deve essere la come si può dire, l'intendimento delle lingue, quella dello spirito. Không phải chỉ tôi muốn nói đến cái vấn đề cái it's not about the confusion of the language, but it is about the intent of the idea. The intention of what we want to say, and sometimes it's hard to get all, to capture everything. Sì. No, no, per me basta così. Sì, ok, adesso. Ngài nhắc con là phải nói bằng tiếng Việt nữa, nhưng mà nãy giờ có nói tiếng Anh không? Ý của Đức Hồng Y nói rằng không phải là cái vấn đề khó khăn trong vấn đề là lẫn lộn ngôn ngữ, nhưng mà cái khó của nó là làm sao để hiểu được cái ý của cái bài nói chuyện. Nó sẽ, mình cần phải kiên nhẫn để nối với nhau, tại vì mình nghe ba thứ, ba loại tiếng khác nhau. Yeah. Noi siamo, Padre Donato, io siamo molto felici di essere qui. I and Father Donato, we are very happy to be here. Tôi và cha Donato rất là vui khi và là hạnh phúc khi được đến đây. Con Adelaide e con il board siamo già molto fratelli e sorelle. Together with Adelaide and the executive committee, we become brother and sister with each other. Cùng với cô Adelaide và với cái ban điều phối đó, chúng ta bắt đầu trở nên anh chị em với nhau. E noi sentiamo quanto è importante venire dove siete voi. Và tôi cũng công, we feel that it is very important that to come here to visit you where you are. Đối với tôi điều rất là quan trọng là được đến đây để thăm viếng các bạn nơi chính các bạn sống. Spero ancora il momento in cui Adelaide ci inviterà anche in India. Và tôi we hope that one day Adelaide also invite us to visit India. Sì. Tôi hy vọng là một ngày nào đó cô Adelaide cũng sẽ mời tôi đến Ấn Độ. Yeah. Well, Cardinal Davis has invited me to stay with him for 6 months so that he learns an Indian language, and I will learn Italian from him. Cô Adelaide nói rằng là Đức Hồng Y muốn mời ngài cô đến ở với chỗ của bộ của ngài 6 tháng để ngài có thể học tiếng Ấn Độ trước khi đến Ấn Độ và cổ có thể học tiếng Ý. À, 6 mesi, sì. Voglio anche dirvi che ogni volta che noi cardinali usciamo da Roma e andiamo in qualsiasi posto della Chiesa, noi portiamo la benedizione del Santo Padre. I also would like to tell you that every time the cardinal going from Rome to visit different places, he has the mission to bring the blessing of the Pope, the apostolic blessing to the place where he go. So he has the mission to bring this the Pope blessing to all of you today. Ngài nói rằng là mỗi lần mà Đức Hồng Y từ Rome, từ Vatican đi thăm viếng mục vụ thì có trách nhiệm phải mang theo cái phúc lành của Đức Thánh Cha
đến cái nơi mà mình thăm viếng. Ecco. Dopo vorrei dire a voi che noi per il tempo che avremo, io non so se mezz'ora, quanto, o in questa mattinata, perché è previsto fino alle 11, no? Sì. E penso di non uscire da quello che sono le cose più belle di questi ultimi tempi sugli istituti secolari. I hope that is on, with the time very short that we have only half an hour. It's not only we talk the good thing, the beautiful thing about the secular institute. Tôi tin rằng là trong vòng nửa tiếng, một thời gian rất là ngắn, không phải chỉ lúc này chúng ta nói về những điều đẹp đẽ để về cái tu hội đời của chúng ta. E le cose che io dirò, voi troverete tutto qui in questo piccolo libretto Consecration and Secularity. Và những điều tôi nói hôm nay nó sẽ có rất là nhiều điểm. Tôi nói từ cái cuốn sách mà chúng tôi đã chuẩn bị về cái cuốn sách về căn tính của tu hội đời. Most of what I will say today we take from the booklet that we have prepared for all of you, and you will find it in this booklet. The name of the book is Consecration and Secularity. Vi raccomando di leggere e di studiare e di vivere. Tôi mời gọi tất cả các anh chị em hãy đọc cuốn sách này kỹ càng và để hiểu được nó. I would like to invite all of you to read them carefully to understand and to know about this the identity. Sì. E la prima cosa che noi vogliamo ricordare qui sono le parole di Papa Francesco il giorno 10 maggio 2014. The first thing we want to remember is the word of Pope Francis when he said in May 10, 2014. Cái điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần nhớ lại cái lời Đức Thánh Cha Francisco ngài đã nói vào ngày 10 tháng 5 năm 2014. L'anno scorso noi abbiamo completato 70 anni del documento di Pio XII Provida Mater. Năm ngoái, last year we commemorate the 70th years anniversary that Pope Pio XII. Pio XII. Provida Mater. Have complete the document on Provida Mater. Sì. E il Papa chiama questo gesto di Pio XII, come voi sapete, e questa lettera che lui ha scritto per gli istituti secolari, un gesto rivoluzionario nella Chiesa. With the Pope, he said in this Provida Mater Ecclesia that this is the revolutionary gesture in the church. This movement is a revolutionary. Đức Thánh Cha viết trong cái tài liệu này nói rằng đây là cái hành động mang tính cách mạng trong giáo hội. Il Papa ha voluto dare struttura, istituzionalità e, diciamo così, forza agli istituti secolari. The Pope, he wants to give the structure, he wants to institutionalize the secular institutes. Đức Thánh Cha cũng qua đó muốn đặt ra một cái cơ cấu, cái cơ cấu rõ ràng cho cái tu hội đời. E Papa Francesco dice: voi istituti secolari avete fatto molto, molto bene nella Chiesa in questi 70 anni. The Pope Francis said that you in secular institutes in 70 years you have done a lot for the church. You have done a lot of things for the church. Đức Thánh Cha Francisco ngài nói rằng qua 70 năm qua
cái tu hội đời, thành viên tu hội đời đã làm rất là nhiều việc tốt lành cho giáo hội. E dice per questo ci vuole coraggio. And so the Pope said that we need to be courage, to have courage. Đức Thánh Cha ngài nói là mình cần phải dũng cảm lên. C'è bisogno di coraggio per vivere nel mondo. We need to have courage to live in the world. Chúng ta cần phải can đảm để tiếp tục can đảm để sống trong thế giới này. Dice lui, alcuni di voi siete soli. Ngài nói, he said that some of us live alone. Ngài nói rằng trong số chúng ta có nhiều người sống đơn độc một mình. Alcuni di voi vivete in piccole comunità. Some of you live in a small community. Một số trong chúng ta sống trong một cộng đoàn rất nhỏ. Fate una vita uguale a delle persone che vivono nel mondo. Many of you live as equal with all that live in the world. Một số người trong chúng ta sống rất là sống y như những người khác thấp như trong thế giới này. E allo stesso tempo voi custodite la contemplazione. Yet you, because you live like that, but you continue to contemplate the Lord. And si voi diciamo custodite la contemplazione, cioè lo sguardo di Dio. And so you continue to be faithful to contemplate the Lord and the face of the Lord or the face of God in your daily life. Bởi vì như thế, sống như vậy, nhưng mà mỗi người trong chúng ta trong tu hội đời vẫn tiếp tục kiên trì chiêm ngắm Thiên Chúa, cầu nguyện với Ngài. Ma insieme a questo sguardo di Dio, voi vi confrontate con il mondo. And with this look toward God, contemplate God, the same time you through that you look through the world, look to the world. And with this in Vietnamese, now I switch. Khi mà các bạn chiêm ngắm Chúa và qua cái việc chiêm ngắm cầu nguyện với Chúa đó, các bạn đến với thế giới, nhìn ngắm thế giới. Ma anche voi contemplate la realtà del mondo. And so through that you contemplate the reality of the world. Và từ đó các bạn cũng chiêm ngắm cái thực tế, cái thực trạng của thế giới này qua cái việc chiêm ngắm Thiên Chúa. Le bellezze del mondo. The beauty of the world. Cái đẹp của thế giới này dựa trên cái nhìn với Chúa. Ma anche i grossi peccati della società. And also the great sin in the society. Và ngay cả những cái tội lỗi to lớn trong thế giới này đang xảy ra. Anche le deviazioni della società. And also the deviation of the society. Hay là ngay cả những cái mà thất bại, hay là cái đi ngược trong cái thế giới này. Voi contemplate, vivete in mezzo a queste cose e siete in tensione spirituale. And so you contemplate all of this in your daily life and leave that tension, that spiritual tension with God. So okay, các bạn sống ở giữa những cái điều này đó, và các bạn sống trong cái sự căng thẳng, cái sự căng thẳng thiêng liêng với Thiên Chúa. Per questo la vostra vocazione è affascinante. Và với những cái lý do đó, đối với Đức Thánh Cha, ngài nói đó, đây là cái ơn gọi của chúng ta, là cái ơn gọi rất đặc biệt. With that, with all of these things that you are living, that he just shared, the Pope said that this vocation is so fascinating.
I said in Vietnamese earlier. E lì si gioca la salvezza delle persone e anche delle istituzioni. Because there it is the vocation with where the salvation not only of people but of the institution are at stake. So qua đó qua cách sống đó mình cái ơn gọi của chúng ta là nó trở thành một cái ơn gọi của sự cứu rỗi mà cho con người và cho cả tu hội của mình nữa. Allora questo fatto che la Chiesa ha riconosciuto la vostra vocazione è davvero rivoluzionario. Vì thế cái and so the fact that the Church recognized your vocation is very revolutionary. Cái sự thật đó là thầy giáo khi giáo hội nhận ra công nhận cái ơn gọi của chúng ta đó thì đây là một cái cuộc cách mạng rất lớn. Solo queste parole del Papa già ci aiuterebbe a fare una grande meditazione e anche a prendere sempre più un impegno per la vocazione degli istituti secolari. Allora, gli istituti secolari non sono una cosa piccola, ma una cosa grande. Therefore, the secular institute is not something small, but the secular institute is something very great in the world that help the history of salvation in the world. Chính vì vậy mà cái tu hội đời của chúng ta đó không phải là rất là bé nhỏ đâu, nhưng mà nó rất là lớn lao ở giữa lòng thế giới này. Basterebbe diciamo queste parole del Papa per aiutarci ad andare avanti. It's enough to say something about what the Pope have just said so that we can continue with what we want to share today. Như vậy là Đức Hồng Y vừa chia sẻ với chúng ta những gì mà Đức Thánh Cha đã nói về tu hội đời của chúng ta và những điều chúng ta cũng sẽ tiếp tục chia sẻ nơi đây. Ci sono molte cose che voi stessi negli istituti secolari in questi 70 anni avete compreso. There are so many things that your institute, secular institute, in the past 70 years have done, have completed. Trong 70 năm qua, các tu hội đời của chúng ta đã làm biết bao nhiêu điều tốt lành. Ecco, è una missione allora molto concreta, è una missione di vita cristiana, di Vangelo, molto concreta. It is the mission of evangelization, very concrete. Đây là cái sứ mạng loan báo tin mừng của chúng ta mà sứ mạng này rất là cụ thể. Questo cammino continua adesso con voi. This journey of mission will continue with all of you. Cái hành trình sứ mạng này vẫn tiếp tục với tất cả chúng ta. Ecco, adesso degli istituti secolari, perché noi non abbiamo molto tempo, ma quello che possiamo faremo, diremo. Now we will talk about the what is secular institute, although we don't have a lot of time. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về tu hội đời vì chúng ta không có nhiều thời giờ lắm. Allora, ci sono istituti secolari che sono laici, maschili e femminili. Secular institute that for lay people, but composed of male and female. Có tu hội đời gồm các thành viên là giáo dân cả nam cả nữ. Bisogna svegliare un poco di più gli uomini, We need to raise more to understand that more women than men. Chúng ta thấy ở trong các tu hội thì như là nữ đông hơn nam. Dopo noi abbiamo anche istituti che sono istituti secolari clericali. And we also have clerical clerical secular institute. Ở trong đó có cả giáo sĩ cũng là tu hội đời nữa, một số giáo sĩ.
E non solo preti, ma qui abbiamo anche un arcivescovo. They are not only priests, but we have here also our archbishop. Ở đây chúng ta có cả một vị tổng giám mục nữa ạ. Ecco, qui c'è un punto che mi sembra molto bello del senso della vostra vocazione. Here there is a point that for me very very beautiful about your vocation. Đây chính là nét rất đẹp của ơn gọi chúng ta. Dove noi possiamo vedere la profondità della vostra vocazione? Where we can see the depth of our vocation. Ở đây chúng ta thấy những điều chúng ta được mời gọi để thực hiện trong sứ mạng của mình. Nel mistero dell'incarnazione del Verbo. In the mystery of the incarnation of the Word. Đó là trong mầu nhiệm nhập thể vào giữa lòng thế giới. Gesù non è nato dentro del tempio. Jesus was not born in the temple. Chúa Giêsu đã không sinh ra ở trong đền thờ. Lui è nato in mezzo al popolo. But he was born in the midst of the people. Chúa Giêsu đã sinh ra ở giữa lòng của mọi người. Lui ha avuto una professione. He has a job. Chúa Giêsu đã có một công he việc. Has a profession. Ha vissuto in mezzo ai poveri. He was living in the midst of the poor people. Chúa đã sống giữa những người nghèo. Cioè lui ha vissuto dove il popolo vive. Therefore he lived in the midst of where the people live. Chúa sống ở tất cả những nơi nào người ta đang sống. E così voi negli istituti secolari voi non dovete ripiegarvi dentro la chiesa solo. Therefore you as a secular institute you don't have to be trying to re-enter into the church. Chính vì vậy mà tất cả các anh chị em chúng ta là những người sống tu hồi đời không nhất thiết chúng ta phải đi vào trong nhà thờ. Dovete essere come il verbo di Dio che nasce in mezzo alla gente. But we have to believe, we have to be convinced that Jesus was born in the midst of people and we are living in the midst of the people. Nella vita normale. In the life, a normal life. Chúng ta phải xác tín rằng là chính Chúa Giêsu đã sinh ra ở giữa muôn người và Ngài đã đến giữa muôn người cho nên chúng ta cũng được sống bởi gọi để sống như vậy. Come tutti i cristiani seminati in tutto il mondo. Like all the Christians in the world, they are sold in all part of the world. Cách sống của Kitô hữu chúng ta là đã trải dài rải rác khắp nơi trên thế giới. Attraverso di voi il Vangelo può arrivare nei luoghi più distanti. Through you the gospel will reach where there is most difficult to be reached. But, tin mừng sẽ phải đến tất cả những nơi nào khó khăn nhất thì tin mừng cũng phải đến nơi đó. Il Vangelo può entrare in ogni struttura. The word of God, the gospel will not enter into the structure, the fixed structure. Lời của Chúa không đi vào những cơ cấu cứng ngắc. E per questo voi siete incardinati nelle vostre chiese locali. And so all of you are incarnate in the very, you live the mystery of incarnation in the very life, in the very normal daily life. Chính vì vậy mà các bạn phải sống mầu nhiệm nhập thể, nghĩa là đi vào giữa lòng thế giới này. Dove la gente vive? Where the people are living. Nơi mà tất cả mọi người đang sống cuộc sống của họ. Voi non vi confondete con i movimenti ecclesiali. You don't have to confront with all the movimenti on the movement, ecclesial movement. Các bạn confusione, sì. But we don't have to mix. You don't have to confuse with all the movement, ecclesial movement. Listen. Nghĩa là mình đừng có lẫn lộn mình với cái các bạn đừng có lẫn lộn cái đời sống của mình với những cái hình thức khác. Yeah. E nemmeno vi confondete con le associazioni. Và cũng and so you don't have to also mix yourself with other associations.
Bởi vậy các bạn cũng đừng có lẫn lộn mình với những cái hiệp hội khác. E gli istituti secolari anche non devono essere luoghi dove le persone che non hanno non si sono realizzati nella vita consacrata, allora vengono lì. And so your institute also should not be a place where other people who cannot live their religious life and then they have to choose, they have to go into your place. Chính vì vậy mà chúng ta đừng đến những cái nơi nào mà người ta không đến và không thể sống được đời tu ở đấy, bởi vì đó không phải là chỗ của chúng ta. Ecco. Voi avete due caratteristiche. You have two characteristics. Các bạn có hai cái nét đặc trưng sau đây. Come una moneta che ha due facce. Like the coin that have two faces. Giống như là một đồng bạc cắt á, nó có hai mặt. E non potete mai togliere queste due cose, altrimenti non c'è un istituto secolare. And so you cannot remove one of this, because otherwise it will not be realized as the secular institute. Vì vậy mà chúng ta không thể lật từ mặt nọ sang mặt kia, bởi vì chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Voi cercate di trovare una relazione positiva con il mondo. You seek to have the relation, positive relation with the world. Như vậy mà chúng ta có cả hai khía cạnh trong mối liên hệ với thế giới. Il mondo è il posto del peccato, ma è anche il posto dell'incarnazione. In the world where the place of sin and also through that is a place of incarnation. Đó là một thế giới có cả tội lỗi và trong đó cũng có cả một vị Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Per questo chiedo Adelaide al board che voi anche curate molto bene la formazione delle persone negli istituti secolari. Therefore I would like to ask also Adelaide and her committee to be careful to take care very well about the formation of the member of secular institutes. Vì vậy mà tôi cũng rất mong là chị Adelaide cũng như tất cả ban điều hành Liên Tu Hội Đời Châu Á chú trọng đến việc đào tạo các thành viên của tu hội đời của mình. Da un lato la nostra consacrazione, altrimenti non ha senso la nostra vocazione. Another part of the coin that we have also to take into consideration, otherwise it will not be a secular institute. Như vậy chúng ta cũng phải chú ý đến cái mặt kia của đồng bạc cắt, nghĩa là những cái điều tốt lành, còn nếu không thì chúng ta sẽ không có ơn gọi. Dall'altra parte la secolarità, voi siete per essere radicati nel mondo. The other part is the secularity, where you take root in the world. Đó chính là cái tính tục hóa mà chúng ta vẫn được mời gọi để đi trên những con đường giữa lòng thế giới này. Allora se qualcuno di voi non esprime la secolarità, questo essere nel mondo, voi non siete degli istituti secolari. Facebook, if some of you will not express that secularity to live in the world, so you cannot be a secular, be called a part of the secular institute. Vì vậy mà nếu cái nếp sống của các bạn ở đây, chúng ta nếu không diễn tả được cái tính thế tục theo nghĩa là ở giữa lòng đời, thì chắc chắn chúng ta rất không phải cái căn diễn tả không đúng cái căn tính của tu hội đời. Questa consacrazione e questa secolarità sono vissuti in forme diverse. So therefore the consecration and the secularity live in diverse form. Như vậy việc thánh hiến giữa thế giới tục hóa này mang rất nhiều những hình thức khác nhau. Siete chiamati in situazioni diverse. You are called in different situations. Như vậy các bạn được mời gọi đến sống ở trong mọi cảnh huống khác nhau. Nel contesto della cultura. In the context of culture. Tùy theo những nền văn hóa. Della famiglia. Of the family. Tùy the context theo, of family. Tùy theo gia đình. Della professione. And the profession. Tùy theo nghề nghiệp của mình. Anche dentro la chiesa, perché ci sono casi. And also within the church there are also cases that you are called. Ở ngay cả trong lòng giáo hội chúng ta cũng được mời gọi đến với Chúa. E voi
E voi dovete trovare un modo di dare questa risposta personale, personale. And so each of you are invited to respond, to have the personal response to this call. Như vậy mỗi một người trong chúng ta đều có trách nhiệm cá nhân để đáp lại tiếng mời gọi này. Questa risposta personale è importante, personale. This personal response is very important. Trách nhiệm cá nhân của chúng ta hết sức là quan trọng. Allora alcuni vivono soli. For example, some of them live alone. Dĩ nhiên một số trong chúng ta vẫn phải sống đơn độc. Altri vivono in famiglia. Some of you live in the family. Một số khác sống ở trong gia đình. Altri vivono dentro gli istituti. Some of you live in different institutions. Một số khác chúng ta thuộc về một số các tổ chức ở trong xã hội. E alcuni istituti contemplano anche la vita fraterna in comunità. And some institutes contemplate also the fraternal life. Và một số khác chúng ta sống trong cộng đoàn huynh đệ. Ecco. Però in tutto questo bisogna mantenere sempre questo di essere dentro del mondo. But all of this we have to maintain that we are living within the world. Dù sống trong bất cứ hình thức nào đi nữa, chúng ta cũng luôn luôn phải duy trì tính thế tục của chúng ta là sống giữa lòng thế giới. Allora bisogna salvare sempre la professione, il campo sociale, il campo politico, l'educazione e la chiesa. And while living in the world, we have to safeguard the consequence of commitment in the professional, social, political, educative and ecclesial context. Vâng, cái lý do mà chúng ta được mời gọi, đó chính là lý do mà chúng ta được mời gọi để sống ở giữa xã hội, giữa nhiều bối cảnh văn hóa, xã hội, định chế khác nhau. Voi esprimete nella vostra vita di consacrazione i consigli evangelici. So you live the life of secularity, but also you live the life with the, according to the gospel. Cuộc sống của chúng ta vẫn có nền tảng trong việc sống theo tin mừng. Povertà, castità e obbedienza. And the vows of poverty, chastity and obedience. Qua lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Allora, voi fate in questi voti o in questi consigli evangelici, voi fate un impegno forte per vivere bene la grazia battesimale. So you live these vows in a way that can you grazia battesimale. You live this vow based on the grace you receive in baptism. Chúng ta sống các lời cam kết này dựa trên nền tảng của những ân huệ Chúa ban qua bí tích rửa tội. E vi rendete disponibili per il servizio e l'onore di Dio. You make yourself available to serve the world, to serve God in the world. Như vậy chúng ta được mời gọi sẵn sàng để phục vụ Chúa giữa lòng thế giới. Ecco, in questo punto della consacrazione voi vi avvicinate anche a quella missione degli apostoli. And so with the point, with this point of consecration characteristic in your life, you become close to the apostles. Như vậy, với cái đặc nét này của đời sống thánh nhân chúng ta rất gần với các tông đồ. Mettere la vostra vita a disposizione del Signore, a disposizione del Regno di Dio. You put your life in the disposition, in the possibility of helping, of close to the reign of God, to the Word of God. Các bạn vẫn luôn đặt cuộc sống của mình để sẵn sàng cho việc mở rộng vương quốc của Chúa giữa lòng thế giới. E così, essendo nella famiglia, essendo in una professione, amministrando proprietà, soldi, eccetera, voi però
avete fatto questa scelta di lasciare tutto nel vostro cuore internamente per avere solo Dio. And being the person who to be the administrator, to be in charge of economy, to follow your profession, but you also inside your heart you leave everything to be available to be for God. Tất cả chúng ta dù sống ở trong bất cứ hình thức nào, trách nhiệm nào đi nữa, thì cái điểm chính yếu của chúng ta là sống cho Chúa. Questo vuol dire che la vostra vocazione è una vera sequela, un vero seguire Gesù. So therefore I would like to say that this kind of life of your vocation is a real following of Christ. Vì vậy tôi muốn nói với tất cả anh chị em rằng là nếp sống của các anh chị em ở đây thật sự là chúng ta đang bước theo Chúa Kitô. Chi ha acceso questa cosa nel vostro cuore è stato il Padre. Who light up this vocation in your heart is it is God the Father. Như vậy bắt chước Chúa Kitô chúng ta cũng sống với Thiên Chúa Cha chính là trọng tâm ở nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. È stato lo Spirito Santo a fare a voi questo dono. And it was Holy Spirit that have grant this grace of vocation in each and every one of you. Và chính Chúa Thánh Thần làm cho ơn gọi đó triển nở và không ngừng lớn lên trong cuộc sống của chúng ta. Il Padre e lo Spirito che hanno chiamato voi, ognuno di voi, per questo seguire Gesù. It is God the Father and His Spirit that have called each of you to follow God, to follow Him. Chính Chúa Cha và sức mạnh của Thánh Thần là tiếng gọi để chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Allora la vostra vocazione nasce nel cuore della Santissima Trinità. And so your vocation is born from the heart of the Trinity. Chính vì vậy mà ơn gọi của các bạn được sinh ra giữa cùng lòng Chúa Ba Ngôi. Voi siete stati attratti da questo mistero in modo particolare per l'amore di Dio. You are attracted by this movement of the Holy Trinity and to follow this vocation. Như vậy tất cả các bạn đều cuốn hút theo chính cái sức mạnh này để chúng ta có thể đi theo Chúa Kitô. Per questo la vocazione alla vita secolare, cioè contemplativa secolare, non è una cosa più piccola della consacrazione di qualsiasi altro religioso. Therefore, you should not consider that your life, your vocation is compare your vocation as something small in comparison with other kind of religious life. You should not consider like that. Vì vậy mà các bạn cũng đừng có nên so sánh chính đời sống thánh hiến của mình giống như những hình thức tu trì khác như là chiêm niệm hoặc là hoạt động.